Trước vấn đề nguồn nước bị ô nhiễm như hiện nay, nhiều người đang quan tâm tới việc lựa chọn một chiếc máy lọc nước để bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình. Tuy nhiên, làm thế nào để chọn mua được một chiếc máy lọc nước an toàn, chất lượng, phù hợp với nhu cầu, khi mà trên thị trường có rất nhiều loại máy lọc nước với rất nhiều kiểu dáng, chức năng khác nhau? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sau đây. Hiện nay, mặc dù trên thị trường có rất nhiều loại máy lọc nước, tuy nhiên chỉ có 3 dòng máy chính là máy sử dụng công nghệ nano, RO và UF. Trong đó, dòng máy nano và UF có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với nhà phố, nhà chung cư có diện tích nhỏ. Còn máy RO có kích thước lớn, phù hợp với nhà có không gian rộng. Sử dụng cái nguồn nước bây giờ thì nó chưa có được đảm bảo mấy, nên bây giờ mình phải tìm được một cái máy lọc nước để lọc nước đảm bảo sức khỏe cho cả nhà. Máy lọc nước công nghệ nano và UF thì phù hợp với nguồn nước thủy cục tại khu vực thành phố, do nguồn nước đầu ra còn khoáng chất. Trong khi đó, dòng máy RO thì phù hợp hơn với nguồn nước chưa đạt chuẩn ở khu vực vùng quê, nông thôn để cho ra nước tinh khiết. Mỗi máy lọc nước có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, tùy loại. Người tiêu dùng cần chú ý thay cái lõi lọc đúng định kỳ. Đó là vấn đề quan trọng nhất, trong thời gian khoảng tầm 3 đến 6 tháng là mình thay lõi. Ngoài ra, hiện nay trên thị trường còn có dòng máy cao cấp hơn, là không chỉ lọc nguồn nước sạch mà còn tạo được nguồn nước ion kiềm tươi, có độ kiềm từ 8.5 đến 10 chấm. Đây là loại nước uống tốt cho sức khỏe, có khả năng điều trị một số bệnh như loãng xương, đau dạ dày, cao huyết áp, tiểu đường, thận. Ví dụ như trẻ đi thì nên uống ở 8.5. Ví dụ như là những người đang bệnh đi thì người ta muốn tiếp xúc thì nên uống ở 9 chấm. Rồi còn khi bắt đầu mà người ta quen rồi 1-2 tuần, nó bắt đầu là cái cơ thể của họ bắt đầu quen dần với kiềm tươi rồi đó, thì bắt đầu họ có thể nâng lên 9.5. Đến khi bắt đầu họ có thể ổn định rồi, có thể sau này họ uống lại 9 chấm. Nhưng đối với những người trên 40 tuổi thì cái không khí hiện tại, ăn uống hiện tại với là cái cơ thể họ lão hóa, họ có thể vẫn duy trì ở cái chế độ là 9.5. Và để chọn mua đúng các loại máy lọc nước phù hợp với nhu cầu và đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng nên đến trực tiếp các công ty đại lý chính hãng. Ngoài ra, khi mua hàng, nên yêu cầu người bán xuất trình giấy chứng nhận chất lượng và xuất xứ sản phẩm.